Chào mừng tất cả các bác đã quay trở lại với kênh YouTube của em ngày hôm nay. Và hôm nay bên nhà em mới về được một lô chân tầm như này, hàng chuẩn loại 1 luôn các bác, hàng chuẩn xịn này, sáp Việt Nam nguyên chất nha. Và với cái loại chân tầm này thì đảm bảo là ong tiếp thu 100% luôn. Các bác ở trên kênh nhá, có nhu cầu muốn nhân giống này, nhân đàn lên thì hãy tham khảo ngay cho em mẫu chân tầm đây. Và bây giờ em sẽ khui trực tiếp nha. Các bạn ở trên kênh nhá, có nhu cầu thì hãy liên hệ em, số điện thoại em luôn để trên góc phải màn hình nha. Bên nhà em sẽ tư vấn trực tiếp cho bác. Các bác còn bây giờ các bác hãy khui cùng em nha. Đây em sẽ khui và em đang tắm để trả hàng cho khách nha. Chân tầm nhà em thì là đảm bảo các bác là chân tầm hàng loại 1 dẻo này. Đấy, chân tầm ong nội nha. Đây là lô chân tầm đây. Với mỗi một cái gói báo như này thì nó sẽ là 50 chân tầm nha các bác nhé. 50 chân tầm đây. Và hàng đây. Đấy, vẫn còn nước luôn đây này. Đấy, hàng nhà em mới vừa ra lò luôn. Đấy, các bác có thể xem giúp em đây. Chân tầm của nhà em đây nha. Hàng dẻo này. Đấy. Dẻo đây. Hàng chân tầm ong nội miền Bắc nha các bác nhé. Đây. Dẻo đây các bác ơi. Với cái hàng chân tầm như này thì mà khi các bác mua về các bác lao cầu vào thì đảm bảo cho bác là ong xây tổ 100% luôn. Đấy, hàng sáp thì là sáp nguyên chất, dẻo dai vô cùng luôn. Đấy. Và với cái một tấm chân tầm như này, bên nhà em đang báo cho các bác với giá là 7.500 một tấm nha. 7.500 một tấm thì giá đó em chưa có ship nhá. Các bác ở trên kênh mà nếu mà muốn mua từ 100 tấm trở lên, bên nhà em sẽ hỗ trợ bao ship cho các bác nhà mình rồi. Nhận hàng, các bác nhà mình được kiểm tra hàng rồi mới phải thanh toán cho em. Và ở đây ạ, bây giờ em sẽ đóng đây. Với mỗi một cái thùng chân tầm bên nhà em thì bên nhà em sẽ đóng thôi. Sẽ là 100 chân tầm trên một thùng như đây. Đấy, và bây giờ em sẽ các bác cùng xem em đóng để gửi em hàng cho các bác. Đây ạ, với cái hàng chân tầm như này thì các bác, nếu các bác nhà mình nhá có nhu cầu muốn mua thì nhiều khi là không muốn mất nhiều tiền ship thì các bác có thể mua về, các bác về để thoải mái cho em. Hàng nó sẽ vẫn cứ dẻo dai nhá và nó sẽ không bị giòn đâu ạ. Đấy, với một cái thùng như này thì nó em sẽ để hai gói, thì mỗi gói nó là 50 tấm, một thùng này nó sẽ là 100 tấm. Đấy, đóng như này thì để trả hàng cho các bác đây ạ. Các bác ở trên kênh nhá, nhu cầu thì hãy liên hệ em nha. Số điện thoại em luôn để trên góc màn hình, số đó của nhà em có Zalo. Còn nội dung video ngày hôm nay thì em cũng xin được kết thúc tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo. Xin chào tất cả các bác.